Ở đây nha mọi người, thì đã đến mùa nấm rồi thì mình cũng ra sau vườn nhà mình thì mình thấy có mấy cây nấm thôi. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là nấm này. Đó, đây này. Nấm đây. Còn cây nấm mới mọc ở đất lên đây. Đó, nó đây. Thường nấm này thì nó chỉ mới nhú mới ngon thôi. Khi mà nó nở thành búp to thì không ngon nữa. Đây này, đây nấm các bạn thấy không? Đây này. Nó chỉ mới nhú nhú thế này này, thế này thì mới ngon thôi. Chứ còn nếu như mà nó đã nở thành to rồi thì không ngon nữa, ăn nó còn không còn ngọt nữa, rất là dai. Đó. Nấm này thì nó chỉ mọc ở khoảng độ giữa, thường là giữa nắng nắng xong ạ, khi trời trời thật là lạnh xong, nắng xong nó sẽ mọc lên. Hôm ở trên mình thì hôm qua mưa mưa rất to rồi lạnh, nắng sáng lên trời ấm ấm rồi là nó sẽ mọc nấm lên các bạn nhé. Nấm này thì ăn rất là ngon, ngon ngọt và 100% tự nhiên. Đó. Đây. Chút mà mọi nó thường mọc ở, họ nói là mọc ở ở, ở thường mấy những cái lá mục vậy. Hay có những cái lá mục hay có lắm. Đây này, ở hàng đây, ở đây, đây này. Đây này, nấm này nó lại mới nhú tiếp này. Đây này. Đó. Đây. Đây. Nấm này thì hiện tại ở chỗ mình đang bán khoảng độ từ 200 đến 250 tùy vào nấm. Ví dụ nấm nếu mà nở nhiều ấy, nấm như kiểu cỡ này thì là 250 này. Còn nấm mà nó đã nở thành tai thì tầm độ 200 đến 180 thôi. Tại vì nó nở thì nó không ngon, không ngọt nữa. Nó sẽ ít giá trị dinh dưỡng hơn, ít độ ngon hơn thì giá thấp hơn. Và các bạn biết sao người ta gọi là nấm mối không? Tại vì nấm này nó thường mọc trên những cái tổ mối. Đây này. Các bạn thấy có những con mối này, đấy, đây này. Những con mối đây không? Đây 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 đây. Nó sẽ mọc trên những cái tổ mối. Cho nên người ta sẽ gọi là nấm mối. Một số nơi họ gọi là nấm phang, nhưng ở mình thì hay quen gọi nó là nấm mối. Đấy, nó mọc trên những cái tổ mối đấy các bạn. Đây này, những con mối thế này này. Nó sẽ mọc trên những cái này. Đấy, đây là nấm mối này. Vì sao gọi là nấm mối là vậy này. Mọc trên những tổ mối. Mình mới nhổ một cây, các bạn coi mình nhổ cây thứ hai này. Để nhổ cái này thì giá trị không là ở cái thân phần, giá trị không ở phần thân này này. Con này thì rất là ít, phần thân này rất là ngon và ngọt này. Mình thử nhổ một nấm con này. Đây, mình xin nhớ các bạn coi. Một cây nấm. Đấy, đây, một cây nấm đây. Mình quay clip đó mà. Đó, các bạn thấy mình. Các bạn thấy mình nhổ cây nấm đây này. Dưới nấm này có rất là nhiều mối. Đây. Đây, mối đây. Đây là một con mối này. Và bây giờ mình sẽ ra chợ ấy. Họ bán nhiều lắm. Mình sẽ ra đó mình tham khảo để xem thì giá thế nào, là mình quay clip cho các bạn coi nhé. Trang ơi, Trang ơi, đừng lấy tivi rồi nha. Không. Ở đây, giờ mới quay, giờ mới quay. Rồi bán đi. Mau mắn về đâu. Cũng gì có đâu, đưa đây nhổ được mới, nhưng mà giờ nó xíu anh em nó trồng đông này thì đi mua thêm. Ủa như nấm này là bao nhiêu tiền một ký vậy chị? 220 là một ký. Thế còn cái nấm nở kia? 200. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần xanh thế đó, gần đất thế đó. Đâu, đất đỏ đấy, bây giờ gần đất cái để gần đất cái đó. Gần thôi nó tạm ra đấy. Và nếu nó gần đất cái xe đấy, chứ để gần đất cái ở quê mình gọi đây là chợ nấm nhé các bạn. Chỉ có khoảng độ 2-3 ngày thôi. Nấm này là chỉ có tháng này có thôi ha. Một nữa. Tháng 11. Còn một đợt nữa hả con? Mày quay cam tre nó hút hút tre đâu. Không đâu. Chết giờ đồng ý mới cho 5 tập à.